Rồi chào tất cả anh em đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay quay lại cây giống tùng kim cương nha anh em. Giờ chỉ còn cái loại cao từ 25 đến 30 cm thôi nha. Đó, cây này cao 30 nè, hơn 30 luôn nè. Cây này hơn 30 luôn. Cây này 34 35 luôn. Cây này 34 nha anh em, một cốt hết nha. Đó, cây này cây dâm cành nha anh em, nói rõ luôn nha. Đó, hàng một cốt không nha, chứ không phải là ghim từ nhiều cành lên nha. Đó. Đây, coi cây này khoảng nhiều. Đó, cây này thì 25. Đó, 25 đến 30 cm nha anh em, đồng giá nha. Đó, mở cái lẫy Tiền Giang nha. Này 28 29. Đó, mở cái lẫy Tiền Giang, giờ chỉ còn loại này thôi nha anh em, không còn loại nhỏ nữa nha. Hết loại nhỏ rồi. Đó, cây một thân một cốt không, cực kỳ mạnh khỏe luôn. Đó, rất là tốt luôn, ra đọt cực kỳ tốt luôn. Đó, loại này về anh em vô chậu đẹp là chơi luôn cũng được luôn nha, không cần làm gì nữa hết, như vậy để ra không là nhìn thấy đẹp rồi. Đó, 27 28 30. Đó, từ 25 đến 30 cm nha anh em. Giờ chỉ còn loại này thôi. Hàng này là hàng dâm cành nha anh em. Đó, tụi em không có bán hàng loại gieo hạt nha. Đó, anh em mà mua cái cây mà gieo hạt là nó cái cây nó bị lai rồi, không còn không phải là cây gin nữa. Cây này là cây gin. Đó, hàng dâm cành hoặc chiếc cành là cây gin nha. Còn tụi em không có bán hàng dâm bằng hạt, hạt thì không có. Đó, số lượng có hạn nha anh em. Đó, anh em có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979 582 872. Đó, Zalo Facebook số đó luôn nha anh em. Mở cái lại Tiền Giang nha. Rồi, chào tất cả anh em nha.